Chào các bạn, bữa nay mình chia sẻ với các bạn là mình làm bánh bột cuộn nha các bạn ha. Mình có một cái củ cà rốt nè, một cái ớt chuông nè. Ớt chuông này là 50g, củ cà rốt 30g với muỗng dầu ăn. Với một cái trứng, mấy tép hành. Ở đây mình có các cái nè, nửa muỗng lừa cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa xíu muối với lại miếng bột ngọt là chút nhúm thôi đó. Ở đây mình có 100ml sữa, một nửa ký gà này ha các bạn, mình sắc hạt lựu vừa mình để mình xào nhân ngăn các bạn ha. Bột trước rồi mình hãy sắc cái này. Đây mình có 300g bột mì nè các bạn, mì số 13, mình cho xíu muối vô ha, 1/3 muỗng cà phê muối, rồi mình cho một muỗng cà phê đường luôn trong cái bột này đó. Rồi giờ mình cho một cái trứng vô ha, trộn mình cho một cái trứng vô. Cái này cái bột mì số 13 các bạn. Mình cho một cái trứng vô rồi mình cho dầu ăn vô luôn ha, một muỗng canh dầu ăn, rồi cho mình cho sữa vô luôn 100ml nè các bạn, cho từ từ vô ha, nhồi bột cho nó nở bột rồi mình đi xào nhân. Này mình nướng trong lò cũng được mà mình chiên cũng được, tại vì cái nhân mình phải xào cho chín. 100ml này sữa tươi á, đây mình nồi xong rồi đây các bạn ha, còn mình để cho cái vô cái tô này ha. Một 150ml sữa nè, sữa tươi này nè các bạn, mà mình nhồi hết là còn nhiêu đây đó, là dừa đây còn 10ml, 140ml. Rồi dành cho để cho đây nha các bạn, đẩy lại cho bột nó nở bột tới đây ha. Rồi để đây, bây giờ mình sắc cái này nha, sắc ớt này, sắc ớt chuông luôn nha các bạn, này thịt gà, sắc hạt lựu luôn. Sắc gì cái này mình xào rồi mình làm tới 2-3 thứ bánh nè các bạn. Chắc chị đây cho hết cái phần ớt chuông này ha. Mình nhồi bột xong rồi, bây giờ mình cái mình thịt gà này mình có nửa ký lô nè, nửa ký thịt gà mình sắc hạt lựu này, với lại
một cái ớt chuông là nửa cái củ hành 30 g nữa mình xào này chín nè các bạn, với lại 3 tép hành lá, hạt nêm các cái một cái một nửa muỗng cà phê ha, nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng dầu hào, xíu muối. Rồi giờ mình nãy cái mít của mình nó hết pin, mình nói nhỏ đây, giờ mình xào xong nè các bạn, rồi giờ mình để cho nguội rồi mình nhồi nha, mình làm nha. Đây giờ mình tráng bột mình làm nha, bột mình để được nửa tiếng. Nặng. Đây, mình tắt chảo nóng mình cho xíu dầu thôi. Bây giờ mình chiên cho chín cái bột thôi chứ các cái kia là nó đã chín. Chảo nóng à. Rửa thiệt nhỏ nha các bạn. Rửa.
chở nó liền xe, mình lăn cho nó chín cái bột đó. Rồi cho nó ít dầu thôi. Rồi mình chiên chắc cỡ 15 phút. Giữ thiệt là nhỏ. Còn lại miếng này mình cuộn cái miếng sandwich này. Mình cán ra. Cán mỏng. Đây. Rồi. Cuộn cho hết cái này. Được mấy miếng được rồi. Đây. Cuộn cho hết cái phần nhân này ha. Ăn cho nó lạ các bạn, nó lạ miệng chút ha. Rồi, rồi giờ mình chiên luôn, chiên 10 phút à. Rồi giờ mình cắt ra các bạn thôi nha. Cái đây là sandwich, sandwich mình cuộn. Rồi mình cắt ra nóng, thịt ở ngoài nó giòn, ở trong nó mềm ngon lắm. Giòn lắm, nóng. Đây các bạn. Mình chấm với tương ớt nha các bạn, với sốt nha. Đó. Đây. Mình cắt thịt gà nó hơi lớn. Cắt xong rất kia ha. Rất ngon lắm. Trong vòng 5-10 phút là có ăn rồi các bạn nha. Mau lẹ. Chào tạm biệt các bạn.